Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng Phần 2. Di Lặc Bồ Tát nhân đó hỏi Bồ Tát đời mạt pháp thành tựu mấy pháp để được an ổn độ thoát. Tiếp theo đây là đoạn thứ 5, kinh văn không dài, chỉ có 150. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn: Thế Tôn, nhược hữu Bồ Tát ư hậu mạt thế, ngũ bách tuế trung, pháp dục diệt thời, thành trụ hỷ pháp, an ổn vô não, nhĩ đắc giải thoát. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát trong đời mạt sau, trong 500 năm, khi pháp sắp diệt, phải thành tựu mấy pháp để an ổn, không phiền não hồng được giải thoát? Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề chúng ta quan tâm phi thường. Ưu mạt hậu thế, ngũ bách tuế trung là nói đến 500 năm đầu tiên trong thời kỳ mạt pháp, gọi là ngũ bách tuế trung. Trong pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni, chánh pháp tồn tại 1000 năm, tưởng pháp 1000 năm, mạt pháp là 1 vạn năm. 500 năm đầu của thời kỳ mạt pháp, nói chính xác là 2500 năm sau khi Đức Phật diệt độ. Bởi thế câu này chính là để giảng cho thời đại hiện tại của chúng ta. Pháp dục diệt thời, diệt ở đây không phải là thật diệt, mà là Phật Pháp ngày càng suy thoái. Chúng ta xem thấy Phật Pháp trong xã hội hiện đại, đúng là Pháp sắp diệt như Đức Phật đã nói. Đừng tưởng Phật Pháp tại Đài Loan hưng thạnh phi thường, tưởng hưng thạnh ấy là giả, chẳng thật đâu. Chỉ có thể nói là Phật Pháp tại Đài Loan náo nhiệt mà thôi. Xưa kia lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cụ chưa từng đến Đài Loan, giảng kinh thuyết Pháp ở Đài Bắc, đã công khai bảo mọi người Phật Pháp tại Đài Loan là giả, chẳng phải thật. Phật Pháp chân chánh nằm ở Hoa Lục. Tôi đến Bắc Kinh, thính chúng đem câu ấy hỏi tôi: Phật Pháp tại Đài Loan có phải là giả hay không? Chư vị hãy để tâm quan sát một phen, Phật Pháp ở Đài Loan rốt cuộc là thật hay chỉ là giả? Phật Pháp chân chánh dạy người liễu sanh tử, thoát tam giới. Còn Phật Pháp giả, dạy người tiếp tục gây tạo lục đạo luân hồi. Người Đài Loan tu phước rất nhiều, người tu đạo rất ít. Người tu phước nhiều thì phước báo tu được ấy sẽ hưởng cách nào? Vấn đề này lớn lắm nha. Đời sau có lại được làm người nữa hay không là một vấn đề lớn. Đời sau nếu chẳng được làm thân người thì vẫn có phước báo. Trong đường súc sanh có rất nhiều phước báo đó chứ. Chúng ta chẳng cần phải tự hào mình phước báo rất lớn. Thật ra nghĩ lại bọn ta phước báo không bằng súc sanh đó nha. Quý vị có thấy người ngoại quốc nuôi con thú cưng chưa? Không ít người phục vụ, chăm sóc chúng. Chúng ta đến những chỗ đó, có ai chiếu cố mình chăng? Nghĩ ra mình phước báo chẳng bằng chúng. Quý vị thấy những con mèo nhỏ, con chó nhỏ đó, được chăm sóc chu đáo, thì phước báo của chúng đó do đâu mà có? Do đời trước tu đấy. Quan sát nhiều sẽ hiểu rõ. Quý vị phải nên thức tỉnh. Đoạn kinh này nói trong thời đại mạt pháp, chúng ta cần phải thành tựu mấy pháp, mong hồng đạt được an ổn không phiền não, đạt được giải thoát. Ở đây giải thoát là siêu thoát luân hồi lục đạo. Điều thứ hai là gì? Lại còn phải tiến lên vượt khỏi 10 pháp giới thì mới là giải thoát rốt ráo. Bởi lẽ siêu thoát lục đạo luân hồi vẫn chưa rốt ráo, nhất định phải siêu vượt 10 pháp giới. Pháp môn tịnh độ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là siêu thoát 10 pháp giới. Tây Phương tịnh độ chẳng thuộc trong 10 pháp giới. Phật đáp: Dùng 2 loại 4 pháp để được giải thoát. Chánh kinh: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc,
Nhược hữu Bồ Tát ư hậu mạt thế, ngũ bách tuế trung, pháp dục diệt thời, đương thành tựu tứ pháp, an ổn vô não, nhi đắc giải thoát. Đức Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Này Di Lặc, nếu Bồ Tát vào thời đại mạt sau, trong 500 năm lúc pháp sắp diệt, nên thành tựu bốn pháp sẽ được an ổn, không phiền não, được giải thoát. Trong đoạn này Phật dạy chúng ta bốn nguyên tắc trọng yếu phi thường, ta cần phải tuân thủ. Chẳng cần biết là tu học pháp môn nào, nếu trái nghịch vi phạm bốn nguyên tắc này thì quý vị đều chẳng thể tu học thành tựu. Chánh kinh: Hà đẳng vi tứ, sở vị ư chư chúng sanh bất cầu kỳ quan. Những gì là bốn? Chính là với các chúng sanh chẳng tìm lỗi họ. Chẳng những chỉ đối với các vị Đại Thừa Bồ Tát, mà đối với hết thảy chúng sanh đều chẳng nên bới tìm điều đáng bực, đều chẳng nên tìm lỗi lầm của họ. Câu này giống như câu Lục Tổ đã nói trong đàn kinh: Nếu là người thật sự tu đạo, chẳng thấy lỗi thế gian. Người chân chánh tu đạo, trong mỗi một niệm chỉ quan tâm đến chánh niệm của chính mình, có thời gian đâu để thấy lỗi người khác cơ chứ. Chúng ta phải nhận rõ điểm này. Thấy lỗi người khác tức là mình có lỗi sờ sờ. Nếu tâm quý vị thanh tịnh không có phiền não, làm sao quý vị thấy lỗi người khác được? Nếu một phen tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài mà trong tâm phiền não bèn hiện hành, thì đấy là thấy lỗi người khác. Bởi thế Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, Bồ Tát thấy hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Bọn ta là hạng nghiệp chướng sâu nặng, thấy chư Phật Bồ Tát nghiệp chướng cũng sâu nặng luôn. Đấy chính là điều Phật dạy: tướng tùy tâm chuyển. Bởi thế quý vị thấy cảnh giới bên ngoài tướng trạng ra sao, sẽ biết rõ tâm mình như thế nào. Quý vị thấy ai cũng có lỗi lầm, nghĩa là chính mình lầm lỗi vô lượng vô biên. Khi nào thấy hết thảy chúng sanh đều chẳng có lầm lỗi, thì xin chúc mừng quý vị, quý vị đã thành Phật rồi. Điều này rất khẩn yếu đấy. Vì thế mới nói, với các chúng sanh chẳng tìm lỗi họ, chính là điều thứ nhất người tu hành phải tuân thủ. Điều thứ hai là chánh kinh: Kiến chư Bồ Tát hữu sở vi phạm, chung bất cử lộ. Thấy các Bồ Tát có vi phạm gì, trọn chẳng nêu bày. Bồ Tát ở đây là người hoằng dương chánh pháp, bất luận là tại gia Bồ Tát hay xuất gia Bồ Tát, cũng chẳng cần biết người ấy là Bồ Tát thật hay là Bồ Tát giả. Chỉ cốt những điều người ấy giảng là chánh pháp, chẳng phải là tà pháp. Dẫu cho người ấy có lỗi lầm chi, cũng chẳng nghe chẳng nói đến, vẫn cứ sanh tính tâm thanh tịnh, tâm cung kính đối với người ấy. Điều này rất trọng yếu. Điều thứ ba là chánh kinh: Ư chư thân hữu, cập thí chủ gia, bất sanh chấp trước. Với các thân hữu và hàng thí chủ chẳng sanh chấp trước. Đối với thân hữu thí chủ cúng dường pháp sư, nếu chẳng chấp trước thì chẳng tạo thành chướng ngại. Điều thứ tư là chánh kinh: Vĩnh đoạn nhất thiết thô quách chi ngôn, vĩnh viễn dứt trừ hết thảy lời lẽ thô lỗ hung tợn. Thô là lời lẽ thô lỗ, quách là lời lẽ hung ác, chẳng được có thái độ như thế. Chánh kinh: Di Lặc, thị vị Bồ Tát ư hậu mạt thế, ngũ bách tuế trung, pháp dục diệt thời, thành tựu tứ pháp, an ổn vô não, nhi đắc giải thoát. Này Di Lặc, đấy là Bồ Tát vào đời mạt sau, trong 500 năm lúc pháp sắp diệt,
thành tựu bốn pháp an ổn không phiền não mà được giải thoát. Chỉ cần giữ đúng bốn pháp này mà hành theo thì đạo nghiệp của quý vị có thể thành tựu. Chánh kinh: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trùng tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn nhắc lại nghĩa này, bèn nói kệ rằng: Thể lệ Phật dùng để thuyết kinh chẳng giống với cách mọi người chúng ta trước tác văn chương. Trong kinh Phật có trường hàng văn xuôi, có kệ tụng, có lúc còn có cả chú ngữ, dụng ý ngài rất sâu. Kệ tụng gần giống như thi ca Trung Quốc, cũng có gieo vần nhưng không câu nệ bằng trắc, mục đích là thuận tiện nhớ tụng. Nhưng vì Phật khai thị điều gì rất trọng yếu xong, sợ bọn ta của anh Tuốt kinh văn cũng có lúc chẳng nhớ kỹ hết, ngài bèn dùng kệ tụng để dễ thuộc, cho thường nhớ mãi trong tâm, để hết thảy lúc hết thảy nơi đều y giáo phụng hành. Vì thế Phật bèn nói bốn câu sau đây: Chánh kinh: Bất cầu tha quá thất, diệt bất cử nhân tội, ly thô ngữ sang lận, thị nhân đương giải thoát. Di Lặc: Phục hữu Bồ Tát ư hậu mạt thế, ngũ bách tuế trung, pháp dục diệt thời, đương thành tựu tứ pháp, an ổn vô não, nhi đắc giải thoát. Chớ tìm cầu lỗi người, cũng đừng cử tội người, lìa lời thô keo bẩn, người ấy sẽ giải thoát. Này Di Lặc, lại có Bồ Tát vào đời mạt sao, trong 500 năm lúc pháp sắp diệt, nên thành tựu bốn pháp sẽ an ổn không phiền não mà được giải thoát. Tiếp theo đây Đức Phật nói bổ sung bốn câu kinh cũng trọng yếu phi thường. Trong phần trên Đức Phật nói bốn pháp, trong phần này lại nói bốn pháp nữa, tổng cộng là 8 câu. Trong thời hiện tại chúng ta phải giữ gìn được 8 điều này thì học Phật mới có thể thành tựu chẳng lui sụp. Chánh kinh: Hà đẳng vi tứ, sở vị, bất ưng thân cận giải đãi chi nhân. Những gì là bốn? Chính là: chẳng nên thân cận người biến nhát. Chúng ta thường thân cận hạng người ấy, họ sẽ ảnh hưởng đến sự tu học của chúng ta. Chúng ta là phàm phu sơ học, chẳng có định lực, chẳng có trí tuệ. Vì thế giao du phải chọn lựa người. Có khá nhiều bạn đồng tu đối với điều này chẳng hề để tâm cảnh giác, bị hoàn cảnh xoay chuyển, đáng tiếc vô cùng. Đấy chính là điều ta thường gọi là nhân tình Phật sự. Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với phàm phu sơ học. Học Phật ắt cần phải có lý tánh thối tình phải buông xuống được thì mới có thể thành tựu. Pháp thứ nhất đấy nhằm vào ý đó. Phạm vi của chữ giải đãi rộng phi thường, quý vị có nhận ra chưa? Giải đãi lười biếng có phải là mỗi ngày ngủ dậy thật trễ hay chăng? Đối với hạng người ấy, đương nhiên quý vị chẳng thể thân cận. Họ còn bận ngủ, họ cũng chẳng kề cận quý vị được. Vậy thì ai mới là kẻ giải đãi? Trước đây Ấn Quang Đại Sư từng giảng là kẻ nào ưa đến đạo tràng ngày ngày la cà đạo tràng, ngày ngày tìm náo nhiệt. Vì sao? Họ là giải đãi. Họ giải đãi đối với việc tu đạo, biến nhát tu định. Kẻ chẳng tu định tu huệ, cứ ngày ngày đuổi theo náo nhiệt thì gọi là kẻ giải đãi. Bởi thế chẳng được hiểu lầm ý nghĩa đoạn kinh này. Quý vị xem trong văn sao, trong Vĩnh Tư Lục, sẽ thấy mỗi khi Lão Đại Hòa Thượng vừa thấy đệ tử quy y đến thăm, ngài liền quở mắng: Ngươi đến đây làm chi?
con đến gặp sư phụ. Trước kia ngươi gặp sư phụ rồi, còn đến đây làm chi nữa? Ngài quát quay về, đến chỗ Bon Chen, tâm cũng loạn động theo. Bảo ngươi ở nhà chắc thật niệm Phật, ngươi chẳng chịu niệm. Ngươi còn muốn đến chùa miếu gặp sư phụ, có gì hay mà xem? Đó gọi là giải đãi. Sở dĩ Ấn Quang Đại Sư nói ra điều gì, ai nấy đều rất tôn kính, là vì pháp giáo hóa của Ngài chưa có ai đề xứng cả. Hiện thời các đạo tràng mong mỏi tín đồ đông đảo, tín đồ không đến làm sao duy trì được đạo tràng. Bởi thế con người hiện tại đều chuộng náo nhiệt. Náo nhiệt chính là giải đãi. Đối với tu định tu huệ, tu tâm thanh tịnh mà giải đãi. Ở đây Phật dạy chúng ta chớ nên thân cận những kẻ như thế. Đừng ngày ngày bất chước họ khiến cho tâm bị loạn động. Điều thứ hai là chánh kinh. Xả ly nhất thiết hội náo chi chúng, rời bỏ hết thảy các chúng ồn náo. Không nên ưa thích náo nhiệt, không chỉ có nghĩa là không ưa thích những nơi ăn chơi vui vẻ trong thế gian, mà đối ngay cả những chỗ hoan hỷ náo nhiệt, nơi cửa Phật cũng chẳng nên ham mê. Nói chung, điều gì trái nghịch với giới định huệ, trái nghịch với giác chánh thanh tịnh đều là giải đãi ồn náo. Bởi thế đoạn văn này dung hàm ý nghĩa rất sâu rất rộng. Mục đích của chúng ta là cầu giải thoát, cho nên phải hiểu rõ hai chữ giải thoát này. Giải là cởi mở. Cởi mở là gì? Cởi bỏ phiền não. Thoát là thoát ly lục đạo luân hồi. Mục đích của việc học Phật là đây. Nếu quý vị chẳng nghĩ đến giải thoát thì chẳng sao, cứ việc ngày ngày lăn vào nơi náo nhiệt. Còn ai là kẻ thật sự mong liễu sanh tử, thật sự niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc thế giới, thì nhất định phải tuân thủ lời dạy này. Trước đây trong thời kỳ Phật thất, Đàm Hư Đại Sư đã từng kể cho chúng tôi nghe đôi ba câu chuyện cũ, đều là chuyện thật. Ngài kể một đồ đệ niệm Phật của lão Pháp Sư Đế Nhàn, xuất thân là thợ đóng đai thùng, niệm Phật 3 năm bèn đứng mà vãng sanh. Người ấy chưa từng đọc sách, chưa hề biết chữ, chỉ là một người rất chân thật. Sau khi xuất gia, lão hòa thượng chỉ dạy ông ta 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chứ chẳng dạy điều gì khác. Chỉ dặn dò, ngươi cứ niệm một câu Phật hiệu này, niệm mà thì nghỉ, nghỉ ngơi xong lại niệm tiếp. Quả nhiên người ấy ở trong một tòa miếu hư nát, không ra ngoài khỏi cửa. Niệm một câu Phật hiệu suốt 3 năm, chẳng bệnh tật gì, biết trước lúc mất, bèn đứng vãng sanh. Vãng sanh rồi vẫn cứ đứng suốt 3 ngày, để đợi lão hòa thượng Đế Nhàn hay mình lo việc hậu sự. Ông ta dựa vào đâu để thành tựu? Chính là chẳng thân cận kẻ giải đãi, rời bỏ hết thảy các chúng ồn náo. Bởi thế nói giải thoát chẳng khó, nhưng sao ngày nay chúng ta học Phật khó khăn đến thế? Đó là vì chúng ta phạm phải lỗi lầm sau đây. Hằng ngày đua theo náo nhiệt, coi chuyện đua chen nhiệt náo là Phật sự. Quý vị nói coi, đó có phải là vớ vẩn hay chăng? Quan niệm sai lầm rồi. Chánh kinh, đọc sử nhàn thị thường cần tinh tấn. Ở riêng chốn thanh vắng thường xuyên tinh tấn. Ấy là thật sự mong liễu sanh tử suốt tam giới, thật sự mong giải quyết xong vấn đề ngay trong một đời. Quý vị phải nhận biết niềm vui tịch tỉnh,
Hoàn cảnh thanh tịnh chính là sự hưởng thọ tối cao của nhân sanh. Trong ấy có niềm vui chân thật. Thế nào là tinh tấn? Tinh là tinh thuần, chuyên nhất. Tấn là chẳng lui. Hiện tại người học Phật chúng ta thấy cũng rất siêng năng, nhưng chẳng phải là tinh tấn, mà chỉ là tạp tấn, loạn tấn, nên chẳng được thành tựu. Muốn thành tựu thì phải thâm nhập một môn. Điều thứ tư là chánh kinh, dĩ thiện phương tiện điều phục kỳ thân. Dùng phương tiện khéo điều phục cái thân. Phương tiện khéo điều phục cái thân, ở trong phần kệ tụng ở sau, ta sẽ thấy ý nghĩa này rõ hơn nữa. Câu kệ: tịch tỉnh thường tri túc. Ý nói điều phục cái thân, biết đủ thường vui, cuộc sống rất dễ chịu. Có áo để mặc, có cơm để ăn no ba bữa, có căn phòng nhỏ để đụng nắng che mưa, là đủ quá rồi, chẳng cần chi hơn nữa. Có cầu thêm thì chỉ là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cầu thấy A-di-đà Phật, ngoài ra chẳng cầu cái gì khác nữa. Tâm quý vị định rồi, quý vị sẽ thật sự hưởng thọ an lạc. Dùng phương pháp ấy để điều phục cái thân. Những chuyện người đời tranh giành đều là giả, đều chẳng mang theo được, đều tranh chẳng được, đều là ngu si tạo tác tội nghiệp. Người thật sự hiểu thấu, người giác ngộ, sẽ chẳng thèm tranh nữa, đều buông xuống hết. Nhất tâm hướng về đạo. Hướng về đạo là hướng về cái tâm thanh tịnh, hướng đến nguyện vọng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới của chính mình. Trên đây là Đức Phật vì chúng ta lại nói thêm bốn pháp vậy: chánh kinh, Di Lặc, Thị Vi Bồ Tát Ư Hậu Mạt Thế, Ngũ Bách Tuế Trung, Pháp Dục Diệt Thời, Thành Tựu Tứ Pháp, An Ổn Vô Não, Nhi Đắc Giải Thoát. Nhĩ Thời Thế Tôn Dụng Trùng Tuyên Thử Nghĩa, Nhi Thuyết Kệ Ngôn. Đương Xả Ư Giải Đãi, Viễn Ly Chư Hội Náo, Tịch Tỉnh Thường Tri Túc, Thị Nhân Đương Giải Thoát. Này Di Lặc, đấy là Bồ Tát vào đời mạt sau, trong 500 năm luật pháp sắp diệt, thành tựu bốn pháp, an ổn không phiền não, bèn được giải thoát. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn nhắc lại nghĩa này, bèn nói kệ rằng: hãy bỏ rời giải đãi, xa lìa các ồn náo, tịch tỉnh thường biết đủ, người ấy sẽ giải thoát. Phật dùng kệ tụng nhắc lại lần nữa những pháp nghĩa ở trên. Chánh kinh, nhĩ thời Thế Tôn thuyết thử kệ dĩ, cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn. Di Lặc, thị cố Bồ Tát Ư Hậu Mạt Thế, Ngũ Bách Tuế Thời, Dục Tự Vô Não, Nhi Đắc Giải Thoát, Trừ Diệt Nhất Thiết Chư Nghiệp Chướng Giả. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ ấy xong, bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: này Di Lặc, vì thế các Bồ Tát vào đời mạt sau, trong 500 năm muốn tự không phiền não, lại được giải thoát, trừ diệt hết thảy nghiệp chướng thì... Đoạn kinh văn này dùng để tổng kết các đoạn văn trên. Di Lặc Bồ Tát hay chúng ta thỉnh giáo Đức Thế Tôn, trong thời kỳ mạt pháp, tức là trong xã hội hiện đại đây, chúng ta học Phật phải nên tu bao nhiêu pháp mới hồng giữ gìn an ổn được độ thoát? Đức Thế Tôn dạy chúng ta tu bốn pháp, nói xong lại dạy thêm bốn pháp nữa, tổng cộng là tám pháp. Ngài nói xong lại phó chúc Di Lặc Bồ Tát, chứ thật ra là phó chúc mọi người chúng ta. Di Lặc Bồ Tát là người thay mặt cho chúng ta. Đoạn kinh này trọng yếu phi thường. Nói trong đời mạt sau lúc 500 năm là nói đến xã hội hiện tại. Nếu chúng ta muốn được không phiền não, mong đạt giải thoát, hai chữ giải thoát này rất trọng yếu.
chúng ta đọc chữ giải theo âm quan thoại là xe thì sẽ thành động từ, còn nếu đọc là vẽ sẽ thành danh từ tháo gỡ, dứt bỏ phiền não, nên gọi là giải trừ. Thoát là liễu thoát lục đạo sanh tử luân hồi mới kể là thành tựu. Nếu chẳng đoạn phiền não, chẳng thể liễu thoát sanh tử luân hồi, chẳng được kể là thành tựu. Bất luận tu pháp môn gì, tu giỏi đến đâu cũng chẳng thành tựu. Quý vị vẫn cứ phải sanh tử luân hồi y như cũ. Bởi thế hai chữ giải thoát trọng yếu phi thường. Có thể nói nó chính là mục tiêu tu học hiện tiền của chúng ta. Điều thứ hai là trừ diệt hết thảy nghiệp chướng. Tôi tin là người có nguyện vọng đạt mục tiêu thứ nhất liễu sanh tử chẳng có mấy. Dường như mục tiêu thấp nhất là tiêu nghiệp chướng, thì mọi người đều mong. Ít người mong liễu sanh tử, nhưng mong tiêu nghiệp chướng rất phổ biến. Nếu như quý vị mong tiêu trừ hết thảy nghiệp chướng, thì có tám pháp như vậy. Đủ thấy tám pháp ấy trọng yếu phi thường. Tiếp theo đây Phật nói, chánh kinh, ưng đương xả ly hội náo chi xứ. Phải nên lìa bỏ những nơi ồn náo. Phải lìa bỏ những nơi ồn náo. Chúng ta là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân tái lai. Các vị Phật Bồ Tát tái lai tu hành chẳng giống chúng ta, mà là trong pháp đại thừa, ở trong chỗ náo nhiệt mà lìa náo nhiệt, chẳng phải là điều người bình thường làm được. Nếu ta học đòi các ngài xa lìa ồn náo trong chỗ ồn náo, ta nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Bởi thế chắc chắn là chẳng học được. Cuối bản kinh này có nói, sơ nghiệp Bồ Tát chẳng giống như huệ hạnh Bồ Tát. Huệ hạnh Bồ Tát phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Hạnh của các vị pháp thân đại sĩ nói ở trong kinh Hoa Nghiêm, đích thật là phiền não chính là Bồ Đề, sanh tử chính là Niết Bàn. Chúng ta là sơ học Bồ Tát, sanh tử là sanh tử, phiền não là phiền não, tuyệt đối chẳng thể phiền não chính là Bồ Đề. Chúng ta làm không được. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ thân phận mình như thế nào, trình độ mình ra sao, phải nên tu học những gì. Hoàn cảnh nhất định ảnh hưởng đến tâm tình chúng ta. Bất cứ hoàn cảnh bất hảo nào cũng sẽ khiến cho thân tâm ta chẳng đạt được hoàn cảnh thanh tịnh, nên nhất định phải xa lìa. Vì thế Đức Phật mới dạy chúng ta xa lìa những nơi náo nhiệt xô bồ. Chánh kinh, trụ A Lan Nhã tịch tỉnh lâm trung. Ở A Lan Nhã, trong rừng vắng lặng. Câu này tựa hồ để dạy người xuất gia, nhưng người tại gia cũng phải nên thực hiện, cũng như chẳng được thối thác. Bây giờ ta phải hiểu sâu kinh này như thế nào đây? Chính là quý vị phải chọn lựa địa phương để cư ngụ. Ở chỗ nào an tịnh mới tốt? Người Trung Quốc chúng ta đặc biệt, những ai sanh sống ở Đài Loan, náo nhiệt đã biến thành thói quen. Đột nhiên thanh tịnh, tựa hồ chẳng chịu đựng được nổi. Chúng tôi ở ngoại quốc thấy người quen ở Đài Loan, đến Mỹ quốc chẳng chịu được nổi. Nước Mỹ rất thanh tịnh, hoàn cảnh cư trú rất êm đẹp. Họ quy hoạch rất phân minh, khu vực buôn bán nhất định không thể ở được. Ai sống trong khu vực ấy không sống được. Họ nói muốn tìm hoàn cảnh yên vắng. Tuy khoảng cách giữa các nhà lân cận chẳng xa, nhất định quý vị chẳng nghe thấy âm thanh nhà hàng xóm. Đấy chính là hoàn cảnh cư trú hiện tại ở Mỹ quốc. Yêu cầu của họ phù hợp với điều được dạy trong kinh này đây. Có những người già Trung Quốc về hưu đến Mỹ,
sống trong hoàn cảnh ấy, cảm thấy rất tịch mịch, rất quạnh quẽ, nên sống ở đấy chẳng được lâu. Đó đều là vì quen thói ưa chỗ náo nhiệt, đột nhiên an tịnh, bèn chẳng chịu đựng được nổi. Thế nhưng Đức Phật dạy chúng ta, người tu hành nhất định phải sống nơi thanh tịnh. A La Nhã là tiếng Phạn, có nghĩa là chỗ tịch tĩnh. Thời cổ tiêu chuẩn an tịnh là chẳng nghe thấy tiếng trâu rống. Chỗ nào chẳng nghe thấy tiếng trâu rống? Chỗ đấy gọi là A La Nhã. Chúng ta phải thể hội ý nghĩa cảnh giới ấy. Tịch tĩnh lâm là tiêu chuẩn để chọn lựa chỗ tu học, chọn lựa chỗ cư trú. Câu thứ ba là chánh kinh: ư bất ứng tu, nhi tu hành giả, cập chư lã nọ, giải đãi chi thuộc, giai đương viễn ly. Với những kẻ tu hành những pháp chẳng nên tu, và những hạng lười nhác biến trễ, đều nên lánh xa. Câu này dạy chúng ta phải xa lìa ác tri thức. Hạng người ấy gây trở ngại cho sự tu học của chúng ta, ta cần phải xa lìa. Ư bất ưng tu, nhi tu hành giả. Quý vị thử nghĩ xem, những gì là bất ưng tu, chẳng nên tu? Bọn họ hằng ngày tu những gì? Tu tham sân si đấy. Tham sân si thì quả báo là tam đồ ác đạo. Chúng ta tu hành mong thành Phật, bọn họ tu hành mong thành ngã quỷ, súc sanh, địa ngục, là những điều chẳng nên tu. Nhưng người thế gian tu tam ác đạo rất nhiều, trong số đó có cả chúng ta nữa. Bởi vậy chúng ta phải tự phản tỉnh, phải tự kiểm điểm xem mình có tham sân si hay không, tạp khí tham sân si của mình có nghiêm trọng hay không. Nếu đã có mà lại nghiêm trọng nữa, thì phải dùng phương cách đối trị. Dùng phương cách nào? Phật dạy chúng ta dùng giới định tuệ để phá tham sân si và những hạng lười nhác biến trễ. Đấy mới chỉ là một loại, nếu muốn kể ra thì kể chẳng hết được nổi. Đó đều là những hạng trái nghịch lời Phật dạy, chúng ta đều phải xa lìa. Chánh kinh: đản tự thân quán, bất cầu tha quá. Chỉ tự xét mình, chẳng cầu lỗi người. Đây chính là điều kinh Vô Lượng Thọ dạy: tẩy tâm dịch hạnh, rửa lòng đổi hạnh. Người tu đạo chân chánh thường phải phản tỉnh, kiểm điểm lỗi lầm của chính mình, chẳng chuyên chú tâm tìm lỗi người khác. Thấy lỗi người khác là một chướng ngại rất lớn. Quý vị tu học Phật Pháp công phu chẳng đắc lực, chẳng thành tựu được. Niệm Phật chẳng những không đạt được sự nhất tâm, mà công phu thành một khối cũng chẳng đạt được. Nguyên nhân là vì đâu? Hàng ngày lo ngó lỗi người khác, hàng ngày kể tội người khác, tạo nghiệp đấy nhé. Dù miệng niệm Phật, nhưng tâm hạnh đều là tạo nghiệp. Quý vị làm sao thành tựu cho được? Vì thế phải nhớ kỹ, chỉ tự xét mình, đừng cầu lỗi người. Chánh kinh: nhạo ư điềm mặc, ưa thích lặng lẽ. Câu này dạy chúng ta phải an trụ tịch tu, phải biết thân tâm tịch tĩnh chính là chơn lạc. Chánh kinh: cần hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tương ưng chi hạnh. Siêng hành hạnh tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trong sanh hoạt thường ngày, đối người, đối sự, đối vật, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, hành vi đều phải có trí huệ cao độ. Bát Nhã Ba La Mật Đa nói theo ngôn ngữ bây giờ là trí huệ cao độ. Chư Phật Bồ Tát biểu thị trí huệ cao độ trong từng sanh hoạt. Phàm phu sanh hoạt chẳng có trí huệ, chỉ có phiền não,
Ở đây Phật dạy chúng ta phải tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì? Phật nói kinh Bát Nhã 22 năm. Bản dịch chữ Hán kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển. Chúng ta phải tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nói nghe dễ dàng sao? Chỉ là cái gì chẳng tương ưng thì chẳng hành. Nhất định phải tương ưng. Bởi vì chúng ta phải nắm được cương yếu, tổng cương lãnh của Bát Nhã. Điều này cổ nhân đã làm thay cho chúng ta rồi. Đó chính là phương tiện dựa theo kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Giản tiện, tinh yếu hơn nữa là có lẽ mỗi vị đồng tu hằng ngày đều niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 260 chữ. Chúng ta lấy đó làm tiêu chuẩn tu hành, sửa đổi cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của mình. Về phương diện ứng dụng Bát Nhã, cổ đức bảo rằng chỉ cần quý vị nắm được hai câu cuối cùng của bài kệ kinh Kim Cang, ắt quý vị sẽ tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hai câu cuối ấy là: bất thủ ư tướng, như như bất động. Chúng tôi giảng sơ lược hai câu này như sau: ngồi chẳng chấp tướng, trong tâm bất động. Bất luận thời gian nào, hoàn cảnh nào, đối nhân, đối sự, đối vật, dù là pháp thế gian hay Phật pháp, đều chẳng có ngoại lệ. Đối với pháp thế gian dùng thái độ đó, đối với Phật pháp vẫn dùng đúng thái độ đó. Chẳng chấp tướng, chẳng khởi tâm động niệm. Thật sự làm được bất thủ ư tướng, như như bất động, thì quý vị chẳng khác gì Phật Bồ Tát rồi. Hai câu này chúng tôi thường diễn tả là buông xuống, phóng hạ. Buông xuống được. Tổng cương lĩnh của buông xuống là chỉ quán. Ngài Thiên Thai giảng Ma Ha chỉ quán. Hai câu trên chính là chỉ, mà cũng là nói đến buông xả. Bài kệ cuối cùng của kinh Kim Cang là: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Hết thảy pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như ánh chớp, như giọt sương, nên thường quán như vậy. Bốn câu kệ này thấy rỗng toan, khám phá. Dùng bốn câu kệ này để thấy thủng hết thảy pháp thế gian xuất thế gian. Hết thảy pháp là hữu vi, pháp xuất thế gian cũng vẫn là pháp hữu vi. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm, thậm chí hết thảy chư Phật vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, toàn bộ là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là mộng huyễn, bóng nước, ảnh. Vì thế Đức Phật mới bảo: pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Pháp là Phật pháp. Phật pháp còn chẳng nên chấp trước, huống hồ chẳng là Phật pháp. Đều phải nên bỏ hết. Đấy là lời dạy. Quý vị phải thấy trần trụi bản chất các pháp vậy. Mộng huyễn, bóng nước, ảnh chẳng phải thật, là giả đó. Điều này chúng tôi đã giảng rất tường tận, rất thấu đáo trong kinh Kim Cang. Câu như lộ diệt như điển nói đến huyễn tướng, giả tướng ấy tồn tại trong thời gian rất ngắn. Lộ là giọt sương động, ví dụ cái tướng tương tục của hiện tượng ấy chỉ tồn tại trong một thời gian, nhưng thời gian ấy chẳng dài lâu. Như điển ý nói sanh diệt trong sát na, nói cách khác là vấn đề căn bản chẳng hề tồn tại. Trong Phật pháp có nói bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt ngụ ý sanh diệt đồng thời. Lúc sanh cũng chính là lúc diệt. Đó chính là chân tướng của hết thảy hiện tượng. Chẳng khó hiểu lắm.
các nhà khoa học hiện đại đã chứng minh cho chúng ta thấy rồi. Điều xác thật là tất cả hiện tượng đều tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi phi thường, gần như chúng ta không có cách nào tưởng tượng được, không cách gì hiểu được nổi. Bài kệ này thuyết minh chân tướng thế gian suốt thế gian. Hễ quý vị thể hội được, quý vị sẽ thấy rỗng toang được. Bởi thế hai câu trước về bài kệ này là nói thấy rỗng toang buông xuống. Thấy rỗng toang buông xuống thì chẳng cần biết là tu theo pháp môn nào, tông nào, quý vị đều có nhập xứ cả. Nhập xứ là gì? Là quý vị đều có thể chứng quả. Chữ nhập này là nhập vào nhất chân pháp giới, nhập bất nhị pháp môn. Nhập được nhất chân pháp giới, bất nhị pháp môn thì chẳng những quý vị vượt khỏi lục đạo mà còn siêu vượt 10 pháp giới nữa cơ. Đấy mới kể là thành tựu viên mãn rốt ráo. Bởi thế câu này trọng yếu phi thường. Trong sanh hoạt chúng ta phải tu những gì? Tu những điều trên. Nếu nói như vậy, cần chi phải cầu sanh tịnh độ cơ chứ? Nếu nói là chẳng cầu sanh tịnh độ, quý vị cứ y chiếu theo phương pháp này tu hành vượt thoát lục đạo, vượt thoát 10 pháp giới xong, sau khi vượt thoát, quý vị muốn chứng được viên mãn bồ đề thì lại phải tu trọn 3 a tăng kỳ kiếp. Thời gian ấy rất dài. Con số ấy là con số dùng trong thiên văn học đấy. Chúng ta thường nói thành Phật phải mất 3 a tăng kỳ kiếp, nhưng chẳng phải là tính từ thời gian hiện tại đâu nha. Lúc quý vị chưa nhập nhất chân pháp giới không tính, lúc còn trong lục đạo không tính, lúc còn trong 10 pháp giới dẫu là thanh văn duyên giác Bồ Tát đều chẳng tính. Phải vượt thoát 10 pháp giới, chứng được nhất chân pháp giới rồi thì kể từ ngày ấy mới tính. Phải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp mới viên mãn Bồ Đề. Đấy là điều kinh điển Đại Thừa thường giảng. Quý vị phải lưu ý một chút mới hiểu rõ được. Trong 3 đại A Tăng kỳ kiếp, A Tăng kỳ kiếp thứ nhất chứng được 30 địa vị: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. A Tăng kỳ kiếp thứ hai chứng được 7 địa vị, từ sơ địa đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba chứng được bát địa, cửu địa, thập địa. Tu trọn 3 A Tăng kỳ kiếp rồi, quý vị đạt đến địa vị nào? Pháp Vân Địa.